Một ngày trải nghiệm của hai lữ khách Huỳnh Hưu và Danh My Hoàng Hạnh tràn đầy cảm xúc, vui nhộn, sợ hãi, lo lắng, bất ngờ. Không biết điều gì sẽ đến trên hành trình tìm nhà xin ở trọ. Chỉ biết rằng mưa đã bắt đầu rơi. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ. Viết đơn ca tài tử, phường Thạnh Hòa, Cái Răng, Cần Thơ. Lưu ý, bạn không được phép lấy lý do tham gia chương trình để xin ở lại. Bây giờ, bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất cứ có con hoặc người thân đi làm xa, Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ. Sáng thì bị bỏ đói, xong tối thì đi dầm mưa. Giờ phải đi kiếm cái nhà nào mà biết đờn ca tài tử. Quan điểm của em là cứ từ từ, chậm mà chắc, cứ đi đi. Nhưng mà giờ này sau nhà ai cũng đóng cửa kín mít thế. Gọi vào người ta chẳng nghe thấy. Nãy mình đang đi nghe tiếng sập sình ai hát cái gì đó là mình nghĩ là nhà nó sẽ rất là thích âm nhạc, cho nên mình nhắm vô cái mục tiêu đó trước. Đó. Đây là chỉ đi mới có vài bước thôi mà nó phát hiện được cái nhà người ta đang hát karaoke. Để mình phải nghiên cứu thử mới được. Dạ, chào chị. Chị ơi chị. À, chị cho em hỏi nhà mình có ai biết hát cải lương không chị? Đơn ca tài tử đâu chị? Không rồi, không rồi. Đơn ca tài tử rồi hả? Dạ, biết hát thôi cũng được nữa chú. Em đang đi quay phim mà em nhỡ trời mưa quá. Chị có thể cho em ở nhiều một đêm, sáng ngày mai em đi sớm được không ạ? Không, ở đây không được đâu, không có chỗ ở. Dạ, có một mình con thôi. Con ngủ có lẽ là ấy, con ngủ ngoài này cũng được ạ. Tại vì đây không có chỗ ngủ rồi nè. Chỗ này không có chỗ ngủ. Dạ. Trời buồn trời đổ cơn mưa. Như đây cũng vậy, khi chưa có nhà. Buồn cũng phải, khi gặp ai cũng nhận được cái lắc đầu. Mà khi gặp đúng người thì... Bảy trúng. Anh hỏi rồi đó, nhà chú bảy trúng rồi. Chú bảy trúng. Dạ, cho con hỏi phải nhà của chú bảy trúng. Đâu phải, phải. Dạ, chơi có chú ở nhà. Không có chú ở nhà, chú đi đó một tuần rồi. Gần đây là có ai mà biết chơi đàn đờn ca tài tử đâu giống chú không? Đờn ca tài tử ở đây chỉ có cổ nhạc nè. Dạ. Vậy là ha, chú lại cái nhà ngay đó đó. Chú hỏi thăm đi, có người bà con của nó là ở sau đó. Con là nghệ sĩ ở thành phố. Dạ. Con tham gia một chương trình là bây giờ con phải tìm được cái nhà để con ở trọ. Mà ở trong cái nhà đó là phải có một người mà biết hát cải lương. Chú chỉ cần hát một câu thôi là con sẽ được ở lại. Gừng giàu xinh, gừng thay áo mây, lá đỏ rơi đầy phủ lối quân đi. Giữa lúc hành quân dừng chân anh giết rồi gửi về em bên nay xa xôi. À, thử thách này là con xin ở trọ nhờ gia đình mình một đêm á, được không chú? Đây không có chỗ ở rồi chứ. Lầm lũi trong mưa thấy mà thương, lẽ nào vô phương không nơi ở. Không biết là ông với cả bà chị đang nhờ cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ? Chị đang chơi cái truyền hình giờ trò chơi gì mà lấy lắc cờ dữ không chị? Em mua đi nhét đi vô ngủ với mấy đứa này. Chỉ có con thôi, con ngủ dưới đất không được. Ngủ cho mẹ với má này. Dạ. Công việc chính của gia đình mình là gì ạ anh? Anh cảm ơn. Làm vườn, bán bộ hương. À, nhà mình có vườn ạ? Vườn có gần đây không anh? À, vườn nhà mình trồng gì ạ? À, cam ạ? Đông vui quá ha. Em nhìn này giống kiểu như là nhà em ngày xưa. Ở quê. À, ông bà ngoại em thì ở Hà Đông. Em là người Hà Nội lần đầu tiên em về miền Tây đấy.
em hơi dốt về vấn đề nghe giọng. Chị là em là người Thanh Hóa. À vậy à chị. À, Thanh Hóa. Em là người Thanh Hóa. À vậy là chị là người Thanh Hóa vào đây lấy chồng ở đây. À. Sao mà hai anh chị lại biết nhau hay vậy? Người Thanh Hóa và người ở miền Tây. Ai à, vậy nó đi đăng cái số đó. Chị sao? Vậy số kiểu là không mua vậy số mua người thôi. Nó đi đó là sao? Duyên nợ đã gắn kết chàng trai miền Tây cùng cô gái miền Trung xa xôi với nhau. Với anh Nam, chị Vân, việc gì cũng khởi đầu bằng chữ duyên, nên cứ sống vui, sống tốt với nhau, với mọi người là hạnh phúc. Kiếm được nhà thì cũng đã tối rồi, cho nên là phải chiên trứng để ăn cơm. Không. Với lại hồi nãy mình có một cái thử thách đó. Đo. Dạ, đúng rồi. Khi mà vô trong nhà là phải có một cái người nào đó mà hát được một cái câu giọng cổ. Em hát được. Hát được, được. hát một câu thôi. Đó. Sau đây xin mời Đo hát bài hát Lan Giờ Điệp. Thôi kể người nghe. Tốt như kể người nghe. Chuyện tình lắm và đêm buồn chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, lúc tuổi còn thơ, ta vẫn thường mộng mơ đem vi thành bài thơ. Thuở ấy điệp vui như bớm trắng sai đắm bên làng, làng như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn, nguyện thề non nương sẽ không hề lìa xa. Tới gì nữa vô công cổ là gì? Vậy được rồi, hát nữa, lát nữa là khát trứng nữa không? Băng đêm này ở đây coi bộ hồi mệt đi dài dài ra ngoài bánh nhà trọ á. Không, không được ở nhà trọ đâu. Trời mưa đó con, mưa đi nãy giờ thì nói bụng chưa ăn gì con. Cô chú là quen ở nhau 25 năm. Ở nhau 25 năm là có Tiên là nay 22 tuổi. À. Hồi đó làm sao mà cô với chú hai người biết nhau con? Hàng xóm mà hai bạn. Sớm, hàng xóm. Bạn học hả? Không có bạn học luôn. Dạ, hàng xóm xong rồi hai người sao gặp nhau con? Ảnh để ý. Dạ. Này bình thường là Tiên có hỏi không? Dạ không. Chưa hỏi rồi, vì sẵn bên đây hỏi cho Tiên với Đông rồi biết. Là bình, đó là anh để ý là sao con? Anh để ý là kêu cha mẹ anh lại ký. Dạ, xong rồi hai người phải có hẹn hò gì đi chơi rồi này kia. Không, mà đó ít đi chơi, đi buôn bán thì nhiều. Dạ. Quê ở đằng bên chồng, mà nghèo lắm. Dạ. Xong rồi chú là bây giờ hiện tại là chú đang làm hồ mà đúng không? Hồ mà đó thì phụ xa mẹ và thợ. Dạ. Thời gian đầu là mình là lúc mà cô với chú cưới nhau là chú cũng làm hồ hồn rồi. Hồi đó thì cưới nhau thì ảnh làm ruộng, làm vườn chứ không có làm hồ hồn. Dạ, rồi lúc đó cô làm gì? Lúc đó dạ. Là đi buôn bán. Dạ. Xong rồi chừng nào mà chú mới chuyển sang làm hồ hồ? Thì lúc đó có gia đình ra riêng. Nhà ra ra riêng là mới khổ, ảnh mới đi phụ hồ. Dạ. Phụ hồ xong rồi mới tới sanh con này ra nè. Mới tới chưa được tao tao, mới có mấy có 7-8 tháng mà bỏ nó đi làm hồ tới giờ luôn đó. Ngày xưa anh theo đuổi chị Dữ không? Hồi cho anh đi ăn ốc hoài à. Ăn gì ạ? À, ăn gì ạ? À? Ốc đó. Ăn ốc, ốc. Em cũng thích món ốc rồi đấy. Anh có phải ăn ốc ngoài được quay nào á. Ốc rồi, ốc hay mình ốc. Ừ, ăn ốc không? À, có ốc à? Đâu có ốc. Nhưng mà ốc quăng, ốc nhà nhỏ. Ừ, em thích có. Em mình, hay là mình đi luộc ốc đi. Đi, hợp lý đấy nhở. Em đầy cái món ốc là món sở trường của em đấy. Món khoái khẩu nên cô nàng lắng ngay vào bếp. Số hư không? Đấy, con ăn thấy không? Con đẹp ta. Ngày mai ra chợ nổi hả? Ví dụ có đi thì dẫn cho ra tham quan. Dạ có. Ngày mai có gì
anh với chị cho em đi cùng. Thì con gia đình con cũng 4 người. Xong rồi cha với mẹ với con với lại có một người em nữa. Và nay mới học mới 10 tuổi à. Dạ, học lớp 4. Em gái. Đó, xong rồi con thì lên Sài Gòn rồi 2010. Xong rồi thi lên đậu vô trong sân khấu điện ảnh. Mà thi vô diễn viên xong rồi vô lớp học mà xong rồi thấy mấy bạn trong lớp mình ai cũng đi phim hết, đóng phim quá trời quá đất. Mình ngồi ở trong lớp mình ngồi nhìn coi người ta đi đóng phim không. Buồn hết sức buồn. Xong rồi đó xong rồi cái con mới con cũng đi học ngày rồi đi học vậy hết 3 năm. Xong còn khúc mà lên thì con ở trọ. Xong ra cũng không ai kêu, không ai biết mình luôn. Xong rồi bắt đầu có những cái cuộc thi mà trên truyền hình, những thi hài rồi thi tìm kiếm tài năng rồi này nọ. Xong rồi đăng ký vô thi. Thi xong rồi được cũng vô sâu được những vòng trong nhưng mà không có chiến thắng thôi. Sau vòng trong xong rồi tới bây giờ cũng có người biết tới, ra đường thì người ta cũng biết con rồi này nọ. Diễn viên Y Nhu. Dạ. Quá nhiều tiền nó biết đó nó mới cho. Dạ, cái đi nè tiên. Bây giờ xin hỏi cha đó. Đêm nay, ngôi nhà của vợ chồng cô Nguyễn Thị Thủy lại vui hơn khi có Huỳnh Nhu tá túc. Vui vì được xem những màn ảo thuật bất ngờ. Vui vì được sẻ chia những nỗ lực vượt qua khó khăn. Vui vì đêm nay có người lắng nghe và trò chuyện. Mệt nhọc cả ngày với thử thách nên chắc sẽ ngủ ngon. Dầm mình cả đêm trong cơn mưa nên giấc ngủ đêm nay cả hai lữ khách sẽ thấy ấm áp lắm. Trời lại mưa vào sáng sớm nhưng cũng nhờ cơn mưa mà hai lữ khách lại thấy và nghĩ được nhiều điều. Con sai cả. Anh là không con. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ Tân My vừa ngủ dậy xong, vẫn còn đang rất là ngáy ngủ. Tối qua đến đây thì không có nhìn rõ mọi thứ. Nhưng mà bây giờ buổi sáng rồi thì nhìn ở đây khung cảnh rất là quê miền Tây. Nếu mà được thì rất là mong là chiều nay các anh ở trong ekip sẽ cùng góp sức làm cái đường này. Mình sẽ đá lên ha, đi lại cho dễ. Vậy này là bình thường là ví dụ là trời nắng thì chú đi xây nhà xong xây dựng xong rồi trời mưa là ở nhà làm vườn. Dạ. Cái nào gánh là mình về mình làm. Xong rồi cái thu nhập ở bên nào là nó ổn định hơn chú? Nhưng mà cái thu nhập mà đi làm hồ thì nó ổn định hơn cái vườn. Cái vườn bởi vì mình trồng lại mấy năm lần mà. Dạ. Còn kia thì mình mỗi ngày. Dạ. Là nói chung là thu nhập ổn định cho gia đình không chú? Cũng ổn định. Dạ. Làm ngày 200 ngoài ngàn rồi, 220 rồi thì nó cũng tương đối với ở vườn này, tốt. Dạ. Cũng được. Dạ. Thì đất thì nó cũng ít à, nhưng mà ngạc thấy mình mua nó là lúc mình mua nó là nó cũng tiền thì nghe nói nó ít nhưng mà mình cái tích lũy mình đâu được nhiều đâu, mình mua nhiều. Dạ. Mua là cũng được 1.000, 2.000 à. Dạ, là đất này là đó là chú mua lại. Mua lại. Xong rồi để trồng trọt đồ này kia. Đấy. Dạ. Là chị mỗi lần đi bán hàng là cứ cho em bé qua đây luôn hả? Tại vì ở nhà không ai giữ, để chuẩn bị mới tủ trường mới cho nó vào học được. Hỏi mà kể. Cô vừa nãy, cô ở nhà, cô là già ấy. Không phải là mẹ của hai người. Không. Cô là cô hai, là chị của, chị của ba chồng chị. Chị buộc nhưng mà tại vì cổ cũng có chồng có con mà tại vì con chồng được mất hết rồi nên là ở vậy nuôi chồng chị giờ gọi là má hai chứ không phải là vợ thứ hai của luôn mà chị. Mấy người lần ở chung một nhà cùng hai vợ chồng nhà anh chị giống như mấy người đó thì không có gia đình thì ở chung còn những người ta có gia đình thì người ta ra riêng ở hết. Ở chung thì có thể vướng bận không mà chị đúng không? Ở dưới rồi cũng quen à. Dạ. Tại vì á rất là hiếm được những cái gia đình nào mà như vậy. Tại vì nói chung là cô hai với chú sáu với ông ba chồng ai cũng hiền hết á, thoải mái đó, mình muốn làm gì thì làm mà không có la. Cũng hiền lắm. Mà quan trọng là do vợ chồng nhà chị nữa. Hiếm được nhà nào mà như vậy lắm. Anh tính là bữa nay em về rồi, xong rồi ấy giờ anh em đi ra chợ. Đi ra chợ mình mua đồ ăn về cái mình nấu.
nấu rồi mình đãi cho ba mẹ cũng như là anh để cho cô chú luôn. Đúng rồi. Xong rồi cái anh cũng học nghề em là đầu bếp mà đúng không? Dạ đúng rồi. Ha, nhưng mà bây giờ anh em mình đi chợ mà anh chỉ có 50.000 thôi. Bây giờ mình ra đó mình kiếm những cái món nào đó mà phải mua vừa đủ 50.000 ha. Bây giờ em lên thực đơn đi. 50.000 đồng nấu bữa ăn cho 6 người. Chắc ở quê nên sẽ không thành vấn đề. Vậy anh chàng đang bày trò gì đây? Chị em còn thiếu chị 2.000 hả chị? Sao? Chị có hai nào cho em 2.000 được không chị? Bây giờ không cho mà cho thiếu. Thôi em không thiếu được, người ta không cho. Em không biết mà tôi cho thiếu không? Người ta đâu có cho thiếu đâu, sao em thiếu được? Ngày mai là lấy 2 triệu. Em là diễn viên ảo thuật gia, em diễn một cái tiết mục cho chị coi, chị xóa 2.000 cho em được chị. Bây giờ chị cột lại thành vậy đó, ba sợi dây này chị cột lại thành ba cái vòng tròn không. Rồi bây giờ em sẽ để vô đây nè, lắc lên nè, xong hai sợi nó lồng vô, lắc lên, xong vô, xong cầm ba sợi. Ghê quá. Dạ ghê anh chị, hay không, vỗ tay không. Anh đến chợ nổi rồi đây hả anh? Dạ. Đây á? Dạ. Ở kia là ví dụ bán bún trắng thì có cái đẻo treo trắng lên. À. Treo cái gì? Ví dụ kia nào mình bán cái gì á, bán trái cây nào á, lấy cái đẻo lên treo trái cây đó lên. À, anh ơi cho em 2 quả. Đây là đồng tiền cuối cùng. Quả này nhỏ thế. Trời, nó nhỏ nó còn nữa đây. Nhưng mà em nước quá rồi, như thế lối mất. Lối mất, nó hứng mọc à, đâu khác gì đâu. Vậy hả? Thôi em chọc á. Huỳnh Nhu đảm đang hơn với bếp núc, củi lửa và vì mong muốn được nấu để thưởng thức cùng mọi người một bữa ăn quê đúng chất. Nhưng anh chàng lại gây ra chuyện. Rồi. Chín rồi. Đây, hết. Hết thử đây, đầu bếp. Đầu bếp chuyên nghiệp. Xong. Xong chưa? Thôi lấy cái nồi, cái này. Cho anh xào sao mà nó một bên chín, một bên nó khác, còn một bên nó mềm là sao rồi? Sao mà... Anh, hôm qua em nghe anh nói là hiện tại bây giờ anh là trụ cột chính trong gia đình á. Anh có cảm thấy... khó khăn gì không? Thì cũng khó khăn, nghe không có anh đó là không biết. Thì gia đình thì đông quá, mà toàn là người già với trẻ em nhiều thôi. Người làm. Giờ có đứa em thì nó cũng ra đây, nó ở đây, nó đi làm. Lo cho nó nữa. Cho nó giờ thì em út nó đi làm đây, thì mình khổ nhưng cũng gán lo cho nó như sao giờ. Chi phí giờ thấy một ngày là tiền gạo, đồ ăn, điện nước, rồi hai đứa nhỏ nữa, giờ sữa sùng nó đi học lum nữa, làm lớn ra không có dư, làm giá cho vừa đủ ăn là mừng. Ừ, nhưng mà nói là đủ ăn, nhưng mà em thấy là ví dụ như là trời mưa hôm nay là giống như là nhà mình là coi như không trắng đi làm luôn đó, trắng tay rồi đó. Ừ, là ở nhà là gần như là ở nhà luôn anh ạ. Em thấy công việc của gia đình mình nó hơi bị bấp bênh. Tùy thuộc vào trời đấy, trời nắng thì là mình kiếm được, bán được, rồi mình chạy nhảy rồi thêm nữa kiếm sống được. Trời mưa này vô phương. Ừ. Nhưng mà em thật sự em cũng nể hai vợ chồng nhà anh. Cái thứ nhất là cách cư xử đó, tại vì biết sao, nhiều gia đình kể cả giàu có người ta cũng không bao giờ chịu mà ở chung với cả những người già, mà nếu ví dụ như bố mẹ mình thì không sao, nhưng ví dụ như chú hoặc là cô là họ rất là khó chấp nhận. Nhưng mà vợ chồng nhà anh vẫn kêu mang điều, nhưng mà không kêu mang là những người già cũng là cô chú luôn, mình không có người dân đâu, giờ bỏ rồi ai lo vậy. Nói chung là không vậy, ai cũng vậy thôi. Nếu ví dụ mà người ta khá giả thì lại không sao, nhưng mà tại vì nhà mình cũng đang khó khăn á, mà mình như vậy thì em cũng thấy
Nói rồi, ngỗng mộ thật. Nói vậy chứ làm khó lắm anh. Nói thì hay thôi mà làm khó. Chưa ngủ được không? Dạ ngủ quá ngon. Có mũi cắn không? Dạ không, chắc là ngủ sai, có mũi cắn cũng không biết đâu. Dạ xong rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn cô là cho ở mà tối rồi tâm sự, rồi cô kể chuyện của cô nghe biết đồ này đó. Thì chú hướng dẫn con đi cắt cỏ, trồng cam. Dạ. Xong rồi hướng cảm ơn đầu bếp ở đây luôn. Dẫn đi chợ mua đồ rồi lên menu làm thức ăn rồi đó, chỉ con nấu. Rồi chung là cảm ơn gia đình chú. Con có chút quà để gửi bà với cả gia đình ạ. Ừ. Con giúp đường đi cho bà tiểu bé vậy bà mừng lắm rồi, bà cảm ơn con. Thì con nhiều lắm. Dạ. Con cũng rất là vui khi mà tham gia cái chương trình này, rất là thực tế. để trải nghiệm được cái cuộc sống ở miền Tây nó như thế nào. Dạ. Chuẩn bị một cái phần quà nhỏ gửi gia đình. Dạ. Con chúc gia đình của chú dồi dào sức khỏe. Dạ, phát tài phát lộc. Dạ. Chúc cho Đoàn với Tiên mau sớm có đứa cháu. Cô chú ẵm bồng, thấy cô chú ẵm đứa cháu bé Thịnh bữa giờ. Dạ. Rồi chúc ngoại khỏe dồi dào. Dạ. Chú cũng chúc giáo đi làm cho thuận lợi, làm gì cho thuận lợi, chứ chúc anh em trong đoàn cho nó khỏe mạnh, cứ đi tới đi tiếp. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ. Dù mà mốt có về miền Tây chơi có gì ghé chơi ha. Dạ. Cũng cảm ơn nhiều ha. Dạ. Chú con. Dạ. Con mong là bà giữ gìn sức khỏe, luôn luôn lạc quan. Hẹn gặp lại nhá. Yummy. Anh. Sao tối ngủ ngon không? Ngủ ngon ạ. Nhưng ngủ mà hơi nhiều mũi một chút. Nhiều mũi hả? Không có mùng mà. Có nhưng mà vẫn mũi. Anh cũng tối qua cũng đã lại ngủ ngon á, mà tại nằm mơ thấy em cho nên ngủ ngon hơn. Hả? Chứ em. Nè bây giờ là qua cái chương trình này là em cảm thấy là em ấn tượng cái điều gì nhất? Ấn tượng à? Em ấn tượng về con người miền Tây. Trước khi mà tham gia chương trình này thì em sợ con rắn với con lươn. Nhưng mà bây giờ thì đã hết sợ rồi, tại vì đã vượt được qua. Vậy thì cảm ơn chương trình đã giúp cho em hết sợ con rắn với con lươn ha. Mà còn anh thì anh nhớ cái gì nhất? Nói chung là qua chương trình thì chuyện gì cũng làm cho anh nhớ hết, anh không thể quên được. Nhưng mà có một chuyện thì anh nhớ. Nhớ những nỗi niềm tưởng như đã quên lãng. Nhớ những phút giây vui nhộn cùng sẻ chia. Đừng cho con lấy được nha. Rồi, cầm vô. Mình sẽ dỗ vào 1, 2, 3. Con lấy qua nè. Lấy quà nè, quà thấy nhúc nhích chưa? Chưa hả? Vậy anh lén bỏ lại. Rồi ăn thổi vô. Buông ra. Mập. Ngoại buông có ngoại ra coi. Ngoại lấy à? 2 tờ. Dạ. Sao ngoại? Nã ngoại cầm. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình cũng khó quên Danh Mi, cô nàng yếu đuối nhưng lại khiến tất cả cùng chung tay làm một công việc nhỏ bé nhưng sẽ nhiều ý nghĩa. Quý vị nhớ đón xem chương trình Lữ Khách 24 giờ được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 17:30 chủ nhật nhé. Xin chào. Tạm biệt Cần Thơ, Lữ Khách 24 giờ lại lên đường để được trải nghiệm những điều vô cùng đời thường nhưng chưa chắc ai cũng biết. Đừng quên đón xem và chào đón hai nghệ sĩ Quốc Bảo và Kiều Ni. Đừng bỏ lỡ hành trình Lữ Khách 24 giờ phát sóng lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.